Rồi mời em gái. Dạ. Rồi ngồi vô ghế đi bạn. Rồi bây giờ bạn gái đến rồi đây. Hai người có thể tháo mặt nạ ra nha. Em chào chị. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Minh Khang. Năm nay em 31 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư kiểm thử phần mềm cho một công ty ở quận Bình Thạnh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với mẹ. Sống với mẹ, nhà đông anh chị em không? Dạ, con một. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại thì em làm điều dưỡng tại Bệnh viện An Bình ở quận 5. Em quê em thì ở Phú Yên. Hiện tại thì em ở trong đây với lại em gái em. Và em 31 tuổi. Rồi hai bạn bằng tuổi nhau nha. Ê mà nói nghe nè, chị thấy em quen quen nha. Em quen chị không? Không vậy. Nhưng mà chị thấy em quen lắm. Hình như chị gặp em ở đâu rồi á. Dạ không có đâu, lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Chị có làm gì đâu mà em liếc chị dữ vậy? Thiệt mà, em đang nhìn chị bình thường. Em có chơi mạng xã hội không? Facebook à? YouTube? Không chơi. Em có làm gì nổi tiếng trên Facebook không? Không, em chỉ là dân đen thôi, đâu có dân gì. Dân đen thôi hả? Trời ơi, chắc chị dân đỏ quá à. Dạ. Nhưng mà chị nhớ là hình như là hồi xưa em có từng tuyên ngôn gì trên. Em mê cái đội ta, em mê cái Thái Lan lắm, dữ lắm đúng không? Trời, đâu có người Việt Nam nào đi chia Thái đâu chị. Người Việt Nam là phải ủng hộ tuyển Việt Nam. Rồi bữa nay Việt Nam với Thái Lan đá banh là em muốn ủng hộ đội nào? Đội nào đá hay em ủng hộ mà. Theo em là đội nào sẽ đá hay? Em thấy Việt Nam form tốt hơn. Chị biết là em chỉ mê Thái Lan thôi. Em luôn luôn ủng hộ Thái Lan. Em ủng hộ Việt Nam. Xạo. Thiệt. Em ủng hộ Thái Lan. Thầy ơi, chị đang ép em à. Thầy ơi, chị đang ép em à. Chị không ép đâu. Chị đang gần giọng chị ép em. Phải không? Chứ thật sự em là fan Việt. Em nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái điểm yếu của em có lẽ là con một. Con một mắc gì điểm yếu trời. Con một thì đương nhiên em hy vọng người bạn gái đó có thể về làm dâu. Thì làm dâu đừng có nghĩ cái từ làm dâu nó quá trầm trọng theo cái nghĩa phong kiến là phải tam tùng tứ đức hay là làm gì quá. Đối với em làm dâu đơn giản là có thể về sống chung với em và mẹ ở nhà thôi. Nó có thể chưa quen thì hy vọng là hai bên sẽ hiểu nhau. Em thì với tư cách là một người ở giữa, em cũng phải đi điều phối. Cái đó làm con một đấu sướng đâu. Bởi vậy em nghĩ đó là điểm yếu của em. Rồi. Em biết dạo này xu hướng trẻ, các bạn gái thì có xu hướng là không muốn làm dâu. Một phần là có lẽ vì sợ những cái tư tưởng nặng nề làm dâu phải làm những cái nghĩa vụ kiểu phong kiến đó. Cũng một phần là có thể chịu ảnh hưởng của những bộ phim series truyền hình. Nhưng mà hy vọng là nếu mà nghe những lời em nói hôm nay thì bạn gái có thể suy nghĩ thoáng hơn. Rồi, vậy điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì có lẽ là do công việc của em thì em là test, em kiểm tra lỗi cho nên em là một người cẩn thận. Thì điểm mạnh của em là sự cẩn thận. Rồi. Với lại em cũng trầm tính. Ừ. Em không có dễ mà nổi nóng. Đó. Khi mà có cái vấn đề gì mà tranh cãi á, nhiều khi nó đi vô ngõ cụt á thì có thể nếu mà gặp người cọc tính thì họ sẽ quát mắng hoặc là động tay động chân. Nhưng mà em thì nếu bực quá em sẽ im, không nói nữa. Rồi còn em nãy giờ nghe điểm mạnh điểm yếu của ảnh rồi đó. Điểm mạnh của em á là một người rất là thân thiện hòa đồng. Làm việc thì rất là nghiêm túc, mà đi chơi thì cũng chơi hết mình. Điểm yếu thì có một chút xíu là khi mà trước đám đông thì hơi nói chuyện nó hơi nhanh một chút xíu. Và cũng hay dễ tin người. Theo mà bạn bè nhận xét em á là một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Biết nấu ăn không? Dạ biết. Chăm sóc gia đình tốt. Dạ. Vậy là tuyệt vời rồi. Em là mẫu người vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông. Trên tinh thần trước mắt thì chị nhìn thấy như vậy ha. Rồi về tình duyên thì sao? Đường tình em trải qua bao nhiêu mối tình? Mối tình của em thì có chính thức thì 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thời sinh viên của em, với mối tình thứ hai thì cũng được 2 tháng. Mối tình đó thì bạn đó còn trẻ quá, nghĩa là chỉ có quen nhau vậy thôi, còn trẻ quá chưa có biết lo. Tính là mối tình thực sự của em thì là 4 năm. 4 năm đó là cái mối tình sau cùng á. Dạ, mối tình sau cùng 4 năm thì từ đó tới giờ thì em không quen ai, em tập trung kiếm tiền thôi. Bạn bè em phát hiện ra bạn đó có người thứ ba thì nói em, nhưng mà em cũng vẫn không tin, không nghĩ rằng người đó có như vậy. Trời đất ơi, quen nhau 4 năm. Dạ. Rồi mới phát hiện ra. Dạ. Lúc phát hiện ra thì em có nói với ảnh không? Em có hỏi nhưng mà người ta né đi. Rồi thôi, em chia tay là anh cũng ok thôi, không có gì hết, không có giải thích, không có nắm níu, không có sorry, không gì hết. Dạ. Rồi thôi. Ha, người ta lại lừa dối mình như vậy thì thôi mình cũng không buồn. Thế là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Tại vì em đăng ký chương trình cũng gần hơn 2 năm. Rồi, còn em?
tình trường mình sao nè? Cũng giống bạn đó, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì lần đầu tiên em quen một bạn đó, bạn cũng làm điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Dược, first love của em luôn. Cho nên em rất là mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy luôn hả? Trời ghê quá, tinh túy là cái gì vậy? Nói chung là khi mà lần đầu thì chị sẽ có cảm giác nó rất là cháy hết mình. Nhưng mà rồi sau đó em thấy giống như em bị đơn phương. Bạn đó cũng lạ, là nếu mà đã không có tình cảm với em thì tại sao rủ đi xem phim hay đi ăn hay đi gặp mặt thì cũng nhận lời hết. Nhưng mà không có một cái gì đáp lại cả. Và đặc biệt bạn đó có một cái tính xấu, rằng nếu mà bực mình hay là cái gì á thì không có nói ra, giận dỗi. Sau đó em biết là giận thì gọi điện hoặc là nhắn tin hỏi xin lỗi. Có khi gọi điện bị dập máy, nhắn tin không trả lời, xin là không trả lời. Mà em cũng rất là bực, tại vì cho rằng đó là cái thái độ thiếu tôn trọng của người ta. Thà là chị không coi tin nhắn, còn nếu coi tin nhắn mà không trả lời thì đó là cái sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà tại vì lúc đó có cảm giác sợ mất, cho nên vẫn dây chưa được một năm thì bạn đó là người chia tay. Lần thứ nhì của em thì quen một bạn gái người Thái Lan. Lúc bạn đó qua Việt Nam. Hèn chi mê Thái Lan, trời ơi, tôi biết mà. Em mê nhưng mà bóng đá em vẫn chia Việt Nam nha. Lòi da rồi ha. Rồi quen mối tình Thái Lan bao lâu? Được 8 tháng. 8 tháng. Tại lúc bạn đó qua Việt Nam làm, tại lúc đó em có đi học tiếng Thái. Quất một câu tiếng Thái chào nhau liền các coi. Đúng. Bây giờ nói bây giờ là chị à, em chào chị Tường, tối nay à, em với chị cùng xem đá bóng nhé. Tối nay có trận Việt Nam đá với Thái Lan, chị coi chung với em nha. Rồi nói nhiều đó nói tiếng Thái rồi. Sawadikap, Phi Cát Tường, khinh ý tim sát Thái đặt hẹn gặp tim sát Việt Nam thi sân ảm kỳ lạc Mỹ Đình nè khắp. Léo, ra sẽ phải đi quân với càng nè khắp. Ok, hiểu không? Hiểu được vậy? Vậy là được rồi. Được rồi, rồi ok, rồi. Cảm ơn em. Lý do là sao chia tay? Bạn đó tại vì qua Việt Nam làm spa mà làm chui á, cho nên khi mà hết hạn thì bạn đó cũng phải về Thái thôi. Em không đi theo qua Thái luôn? Em có đi. Lúc đó công ty của em đang tinh giảm nhân lực thì em bị nằm trong số mà họ cắt giảm á. Em cho em cơ, anh bị lay off luôn. Đi luôn. Thì lúc đó là gần Tết nữa, Tết âm lịch mà bị lay off rồi thì đâu còn tâm trạng gì. Nhưng mà em cũng quyết định là một chuyến đi Thái luôn. Coi như trước là để thư giãn, sau là thăm bạn đó. Qua đó gặp bạn đó thì hai người có khoảng thời gian vui, đi chơi với nhau suốt. Lúc đó bạn đó nhận được một lời mời làm việc ở Myanmar. Em có đưa tiễn bạn đó không? Em đưa luôn. Em đưa bạn đó tới biên giới Thái Lan, Myanmar luôn. Chỉ còn vài bước nữa là em đã qua biên giới Myanmar rồi. Nói chung cái cảnh hôm đó buồn lắm. Mà thì có em ở bên đây biên giới Thái, bạn đó xách vali đi qua biên giới Myanmar. Mà nhìn theo cho đến khi mà bóng khuất dần, rất là buồn. Có khóc không? Chị nghĩ em khóc không? Có, buồn là phải khóc. Bình thường. Bình thường là khóc hay không? Khóc chứ. Chứ nói rồi bình thường. Mà cổ có lời mời đi ngay lúc em qua bên đó chơi luôn, trùng hợp vậy đó hả? Không, bạn đó hỏi em có đưa tuyển hay không thôi. Thì em đưa tuyển coi như là cho trọn cái nghĩa luôn. Và sau đó thì xa mặt cách lòng, đúng yêu xa không bao giờ dễ dàng hết. Đúng rồi. Với lại cái múi giờ nó khá là chênh lệch, mặc dù ở Myanmar chỉ sớm hơn Việt Nam nửa tiếng, nhưng mà tại vì công việc của bạn đó là làm spa theo ca, cho nên nhiều khi buổi tối bạn đó làm mà em lại ngủ, cho nên rất là khó. Ngôn ngữ cũng là một cái rào cản, mình người Việt mình trao đổi nhau có khi còn chưa giải quyết được, nói chi là khác ngôn ngữ, nó rất khó khăn. Mà cả hai thấy đường cũng khó nữa. Em thì cũng rất khó mà đi qua Thái Lan. Tại vì cái ngành của em ở bên Thái em cũng tìm hiểu rồi. Chứ lại em còn cái vụ phải đem vợ về làm dâu nữa. Bạn đó qua Việt Nam cũng không được. Tại vì bạn đó không biết tiếng Anh. Buồn quá. Dạ. Tốn mớ nước mắt. Bình thường, em nghĩ bình thường. Nếu mà ai mà đã hết lòng với tình yêu thì tốn nước mắt thì đâu phải chỉ nam. Rồi, mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì tụi em đã đi tới cái mức mà đang lên plan đám cưới luôn rồi. Cưới luôn rồi, sao chia tay? Nhưng mà lại fail. Do hai bên không thống nhất được về các thủ tục cưới. Trời đất ơi, ta tính yêu nhau tính đám cưới rồi mà vì mấy cái thủ tục cưới thôi mà phải chia tay. Cái chuyện đó em nghĩ cũng bình thường thôi. Chẳng hạn như cái lúc đó là tại vì em rất là ít người nên bên em chỉ tính đãi 3 bàn thôi. Rồi. Nhưng bên bạn đó tới 15 bàn lận. Rồi. Là gấp 5 lần bên em luận. Rồi. Em thấy mời nhiều quá, em mới nói có thể giảm bớt số bàn hay không. Cũng xuất phát từ ý tốt là muốn nếu mà mời nhiều quá thì không biết có kiểm soát được cái số lượng khách không á, lỡ họ không tới hết thì bị lỗ. Em chỉ nói như thế thôi, chứ hy vọng bạn đó hiểu theo ý tốt. Bạn đó cũng giảm nhưng mà từ 15 giảm xuống 13 bàn. Là có giảm rồi, con số 13 đẹp rồi. Nhưng mà lúc đó bên em lại nghĩ rằng giảm giống như giảm cho có. Nó vẫn gấp hơn bên em tới 10 bàn lận.
nếu mà áp đảo như vậy thì bên nam có cảm thấy nó thoải mái hay không? Vậy thì bên nam mời nhiều lên đi. Mời nhiều hết thì em không, em đã cố gắng hết rồi nhưng bên em chỉ có nhiêu đó. Thì em môn quan hệ em hạn hẹp quá, em bắt nhà gái người ta quan hệ hẹp theo bên em luôn sao được? Đám cưới người ta nuôi một đứa con gái lớn đẻ đãi có 10 bàn, 10 bàn có 100 mấy chục người mà nhà ba bên bạn hè bên nội, bạn bè bên ngoại rồi bạn bè của mình đủ thứ hết trơn. Cái này vấn đề từ nhà em chứ không phải vấn đề nhà bạn gái. Dạ cảm ơn chị đã nói, chị đã nói luôn được cái cốt lõi rồi đó. 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 Rồi bây giờ sắp tới đám cưới cũng là 3 bàn nữa đúng không? Ừ, bên em là kiểu gì thì cũng rồi bây giờ bạn giờ em muốn bạn nhà bạn gái là được mấy bàn đám cưới, được đãi được mấy bàn? Nhiều khi cái ý của mình lại bị người ta hiểu là giống như là bị áp đặt. Thật sự em không áp đặt, mấy bàn không quan trọng, quan trọng là người đó đã có chơi có chịu. Nếu mà mời nhiều thì lỗ thì bên đó phải gánh hết thôi. Trời đất ơi, chứ không thể nào mà nếu mà mời nhiều lại kiểu bên em bỏ tiền bù lỗ hay là sao đó. Em thấy thật sự không công bằng và không thỏa đáng. Khó quá, hai bạn tự chừng nào tới đám cưới mà chị hỏi cũng xa quá rồi chị ơi. Đâu có xa đâu em, những cái chuyện đó mới là quyết định có gần hay không. Có gần mới có xa, không có gần sao có xa được. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không hút thuốc, không bụng bự, không đầu hói, biết sống chia sẻ gia đình. Nói chung là một người biết hòa đồng hai bên gia đình. Rồi, các công ăn việc làm ổn định. Em thì không hút thuốc rồi, mà chỉ có hút thuốc thụ động thôi. Tức là người ta hút còn mình ngửi. Rượu bia thì em cũng không uống được, cho em bị dị ứng với đồ uống có cồn. Cái chuyện mà quan tâm đối phương á thì điều đó là hiển nhiên rồi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đầu tiên bạn đó có thể hiểu được cái băn khoăn lớn nhất của em là vấn đề làm dâu. Bạn đó đừng có bị mang mặc cảm làm dâu. Người bạn gái đó phải có công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt là nếu mà là người dân tỉnh á, thì đừng có làm một khoảng thời gian rồi sau đó trở lại tỉnh. Tại vì em bạn của em đã gặp trường hợp đó rồi và bắt buộc phải chia tay. Có nghĩa là phải lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi bên đây ta ổn định công ăn việc làm ổn định, nhà tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, chịu làm dâu luôn, khỏi lo. Kiếm ảnh đi, ảnh ở chổng đó em. Cổ ở chổng á. Theo giác quan của mình kiểm tra thử coi, kiếm thử coi ai là cô gái ấy, ai là chàng trai ấy. Ai? Chắc anh này. Anh đó, tại sao chọn cái anh nhắm mắt? Em cảm giác vậy. Em cảm giác vậy, đó là quyền của em. Rồi bên đây ba chàng trai mà cổ đi chọn, anh nhắm mắt mà cô hiểu rồi đó. Cổ đâu? Hai người này em có cảm giác không phải. Thì chỉ có váy hồng thôi. Bé váy hồng phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào trái tim. Lại là các bạn sản xuất của chương trình, thì anh Hùng vui lòng chia sẻ được những cái thông tin cá nhân của anh, tên tuổi, công việc, quê quán, cũng như là những cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân anh ạ. Dạ rồi, anh họ tên đầy đủ của anh là gì ạ? Alo. Rồi anh nghe rõ không ạ? Anh nghe rõ, không biết chương trình không nghe rõ không ạ? Anh nói có nghe rồi, rõ rồi, có vẻ như anh không nghe. Bây giờ bọn em nghe rồi, anh nghe không? À thì ạ. Lần đầu tiên thì anh xin cảm ơn chương trình và chúc các anh chị em trong chương trình có những ngày thì chủ nhật. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Đức Hùng. Dạ. Anh Nguyễn Đức Hùng và anh là sinh năm 1982, quê anh ở Nghệ An. Nhưng mà hiện là anh đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Vũng Tàu hả anh? Đúng rồi. Công việc của anh thì anh công tác trong ngành dầu khí cùng mười mấy năm rồi. Dạ. Thì anh làm văn phòng hay là anh ra giàn anh? Anh không đi biển, anh làm trong trên bờ. Anh vận hành hệ thống cái ống khí để cung cấp cho các cái nhà máy khí ở công nghiệp á, khí ga công nghiệp á. Thì thực ra thì anh là thì đăng ký chương trình, anh đăng ký anh cứ nghĩ là chương trình của mình sẽ anh lâu lắm mới đến lượt. Và tại anh thấy là mọi người nói phải 1-2 năm mà có khi có người chờ cả 3-4 năm, mà anh thì cái này anh đăng ký hôm trước, hôm nay được phỏng vấn thì rất là mạnh, anh không vì là nhanh vậy. Dạ duyên tới nên anh, nên là mình nhận luôn anh. Anh thì năm nay là 40 tuổi á, thì thực ra thì anh cũng có một trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình đầu thứ nhất của anh á thì là mối tình thì thời cấp 3 luôn á, được 6 năm. Anh cũng có một thằng con trai thì năm nay là lớp 12, chuẩn bị lên lớp 12.
Thôi, thì anh lớn tuổi thế. Thì anh sinh năm 82 mà. Anh lấy vợ sớm mà. À, anh lấy vợ lúc 20 tuổi á. Vâng. Thì mà lấy vợ là chị là mối tình đầu của anh luôn á. Sau nó anh mối tình đầu là cấp 3 đấy hả? Đúng rồi, mối tình đầu cấp 3 đó. Dạ. Xong nó là thì bọn anh sống với nhau được mười mấy năm, mười sáu bảy năm gì đó. Thì đó, tức là yêu thì thời cấp 3 thì yêu nhau thì thế, nhưng mà sau này về sống với nhau thì mới biết được là nó không hòa hợp á. Vâng. Tức là nó kiểu như là nó anh và chị sống nó không hòa hợp, không cùng, kiểu như không quan tâm, không chia sẻ lẫn nhau. Anh đã lâu rồi là nó cảm giác như là nó ức chế. Thì sau đó thì bọn anh quyết định chia tay. Là sống với nhau được bao nhiêu lâu thì chia tay anh? Sống được mười mấy năm á. Sống được 16 năm á. Là mới ly hôn gần đây hả? Ờ, anh mới ly hôn được 2 năm, hơn 2 năm. Vâng. Thì bây giờ là thằng nhóc thì ở với mẹ nó, hàng tháng anh cho cung cấp. Là mẹ, hai mẹ con là cũng ở Vũng Tàu luôn hả anh? Ờ, hai mẹ con ở Vũng Tàu. Thì anh cứ đưa chị vào đấy mà, đưa chị vào đấy xong rồi đi làm, đưa chị vào đấy xong rồi đi làm, làm mười mấy năm rồi mua nhà cửa thì đấy xong giờ chia tay thì anh cũng đi ra đi anh để hết nhà cửa cho mẹ cùng mẹ con sống. Rồi vậy thì nhưng mà thực ra là nó chỉ là những cái mâu thuẫn thôi hay là nó còn có những cái lý do bên ngoài nào khác không anh? Mâu thuẫn thì mâu thuẫn xảy ra lâu rồi em. Thực là mâu thuẫn khi còn nhóc còn bé cơ. À. Đấy, tức là sống kiểu như là sống cùng nhà, nhưng mà nó vợ chồng thì phải cùng nhìn một hướng, phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nhưng mà tại như là bọn anh khắc khẩu cho nên ngồi với nhau không nói chuyện với nhau được. À. Cứ mà nói một câu là anh mà nói một câu là chỉ bố cha là 3-4 câu, thậm chí cái việc dạy dỗ con cái thôi mà. Anh mà con mà ấy mà anh mà dạy về cái ấy cái về cái đạo đức lễ nghĩa thì chị lại cứ cằn nhằn cứ những cái anh trai phải nam cứ lâu dần sau này bọn anh cứ chịu đựng với nhau, chịu đựng cả 7-8 năm á, cả cái gì là từ con cứ lớn rồi là chia tay, bây giờ con lớn rồi thì bọn anh quyết định chia tay. Dạ rồi anh em xin lỗi ngắt ngang, cho nên em tắt mic đi cho nó rồi đây chị chỉnh lại đi nha. Trân ơi, Trân ở đây quá trời đó, chị sửa lại đi, bây giờ em không biết người nào của chị Nhung hết. Cái này không phải em nghe. Anh xin lỗi em nhờ trời xé nhá. Hình như hai người này của chị Nhung nè. Có một vai, đúng rồi. Sáng gì? Không biết đúng rồi. Trân ơi. Dạ. Tắt mic đi em. Nãy giờ chị không tắt. Dạ rồi, em mời anh tiếp tục ạ. Chán chị ơi á. Mà mình chịu đựng nhau cũng 7-8 năm để bắt đầu mình mới đưa ra cái quyết định ly hôn. Đúng rồi, quyết định ly hôn được năm ngoái, trước năm ngoái. Lúc giá thằng dịch thì thằng dịch thì bọn anh chia tay, quyết định chia tay. Bởi vì là cảm giác cái duyên cái nợ đến đó hết rồi thôi, mình giải thoát cho nhau. Dạ. Giải thoát cho nhau rồi bây giờ, nhưng mà hai người là vẫn sống ở Vũng Tàu. Đúng rồi, hai người sống ở Vũng Tàu nhưng mà không liên lạc, thì từ lúc chia tay thì anh không liên lạc gì cả. Đấy mà từ mình có một người con chung thì mình vẫn kiểu chia tay xong, mình chia tay kiểu văn minh lịch sự thì mình vẫn gặp gỡ nhau, mình vẫn trao đổi về chuyện con cái với nhau. Thì thực ra thì anh từ lúc mà chia tay rồi thì anh lại không gặp lại mẹ của nhóc nữa. Nhưng anh dạ. Mẹ như nhóc thì anh vẫn liên lạc thường xuyên, rồi là nhiều khi nó cần cái gì thì nó gọi bố nó hoặc là gì thì anh gặp riêng nó thôi chứ anh không gặp mẹ nó. Còn nó năm nay là gần lớp 12 rồi, từng thì đang học hết lớp 11 rồi, nó có ý thức kết hôn. Dạ. Bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào anh? Anh thì thực ra thì mẫu người của anh thì nó cũng đơn giản thôi, tức là chỉ cần mà hiền lành mà dịu dàng và thật thà chung thủy.
với thứ nhất là thì nếu như mà về cái thân hình thì nó anh thích một người phụ nữ nó là cùng nhỏ nhắn, mi nhon, cao tầm 1m6 gì đấy, 1m6 từ xuống. Anh cao mét bao nhiêu? Anh cao 1m7. Dạ. Anh cao 1m7 nặng 60 mấy ký á, 65, 66 gì. Ừ. Rồi, là bây giờ về đấy là về ngoại hình rồi, về tuổi tác thì sao anh, công việc thì sao anh? Tuổi tác, công việc, tuổi tác thì nói chung là tầm anh 40 tuổi, 40, 50, 40, nhỏ anh có người tầm 30 hoặc là 35 đến 30 gì đấy. Nói chung là nó là phù hợp với đây gì. Đừng có ngang bằng tuổi hoặc là nhỏ quá, nhỏ này ít tuổi quá thì nhiều khi về nó hai vợ chồng chồng chéo nhau á, nó cũng ngang khó hòa hợp. Nhà nhỏ anh từ 5 đến 10 tuổi. Tầm đấy cũng được, mấy cũng tùy. Nghĩa hay là miễn nhỏ hơn anh là được, nhỏ hơn 2 tuổi cũng được. Hay là sao? Nhỏ hơn 2 tuổi à? Nhỏ hơn 2, ý anh nói là nhỏ hơn tầm anh 82 là bạn gái tầm anh thì 82 thì tầm bạn gái tầm từ 84 cho tới 92 chẳng hạn. Được ai nghĩ thế tám nói chung là tầm sinh năm tầm 90 trở lại thì được, 90 lại 84 đấy nha, tức là nhỏ hơn anh khoảng 2 tuổi đó, được không? 84 thì cũng là nhỏ hơn 2 tuổi thì có khoảng cách nó ngắn quá không? Cái gì mà ngắn anh, trời ơi, bây giờ tuổi anh là nhiều người họ còn tìm bạn gái lớn tuổi hơn kìa. Đâu có sao đâu. Quan trọng là mình nói chuyện với nhau, mình có hòa hợp với nhau hay không thôi. Chứ còn ngoại hình nhiều khi có những người sinh năm 84 nhưng mà ngoại hình còn trẻ hơn những người sinh năm 90. Tại vì bây giờ thực ra là càng lớn tuổi thì người ta cái xu hướng của người ta để người ta chăm sóc cái vẻ bề ngoài của người ta, cái tâm hồn của người ta thì nó cái xu hướng càng ngày nó càng tăng lên, cho nên là càng ngày em thấy là bây giờ phụ nữ càng ngày người ta càng trẻ quá rất là nhiều không? Thì bây giờ cái nói chung là phải như ngày xưa đâu, kinh tế có điều kiện thì họ ăn tiền thì nó thì mình cảm thấy trẻ mà. Thì đó, cái vấn đề của anh thì chỉ là vấn đề là sợ, anh sợ ngoại hình người ta là sẽ bị già hơn anh thôi, đúng không? Đúng rồi. Như là ví dụ như một người ta cũng tầm tuổi đó nhưng mà người ta đương nhiên là người ta sẽ không già hơn anh rồi, thì anh ok không? Thì nói chung là cái duyên đến khi gặp chương trình ghép đôi cho anh ai đấy mà phù hợp có duyên thì ok thôi. Dạ. Rồi đã từng đổ vỡ giống anh thì được không? Cũng được, đổ vỡ cũng được, hoặc là độc thân thì cũng được. Đương nhiên là độc thân thì càng tốt rồi, nhưng mà bây giờ đúng mình rồi. Các anh tìm bạn gái thì đương nhiên là cái tiêu chí thứ hàng đầu rồi, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh thì như vậy thì mình cũng cho mình cơ hội, rồi mình cũng cho người khác cơ hội giống mình. Thì đúng rồi, thì bây giờ thời tài anh sao? Anh theo dõi chương trình cùng nhiều á, cùng nhiều tập lắm, anh thấy cùng có nhiều trường hợp là gì mà gái tân thì tôi là gặp ông chú hoặc là gì đấy, nói chung là cùng nhiều thì nói chung là sao cũng được, quan trọng là có hợp với nhau hay không. Còn cái chuyện mà mình đổ vợ rồi thì người ta đổ vợ thì nó chuyện bình thường thôi. Có con được không? Có con à? Có con thì thì sao? Có con cũng được. Suy nghĩ hơi lâu nha. Tại là nó ấy thì có con được mà, có sao đâu. Dạ rồi. Quê quán có bạn gái thì sao anh ha? Anh có yêu cầu gì không, hay là nơi ở hiện tại chẳng hạn có bắt buộc là phải đang ở Vũng Tàu không, hay là ở đâu cũng được, rồi mình tìm hiểu rồi mình tiến tới sau.
Ừ, thì quê quán thì nếu như mà ở gần chỗ anh sống thì tốt quá, hoặc là ví dụ như ở Sài Gòn hoặc cái gì đấy, cái tỉnh lên gần vào thì tốt. Dạ rồi. Nhưng mà có yêu cầu phải là quê mình ở Vũng Tàu luôn thì tốt rồi. Dạ. Rồi, anh có điểm gì anh không thích ở bạn gái không? Và điểm không thích ở bạn gái à? Bạn gái là nói chung là cứ không thật thà, mà với này cứ cành què hay là giả dối là không thích. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là sự thật thà và sự trung thủy, trung thực. Ok. Ủa anh về đó anh vừa đại học xong đại học đó là anh lấy vợ sinh con luôn đúng không? Đúng rồi, tức là anh học xong xong là anh đi mà cái vợ cũ là anh học xong đó là trước khi đi học con thì là gia đình bòi hỏi xong anh đi học ở trong này thì cổ là ở nhà cổ cũng đi học cao đẳng kế toán ở quê. Sau đó thì khi anh học ra trường anh phỏng vấn được việc thì anh đưa cổ vào luôn. Anh đi làm 2004-2005 thì đi làm là sống với nhau, xong đó là 2006 đó là chị có thằng bé, còn anh có thằng bé. Dạ. 2006, vậy là cũng 24. Ở 2 mẹ anh cũng 42, 41, 42 rồi bà, chứ đâu phải là 40 nữa đâu ta. thì năm nay là anh 40 mấy tuổi đâu ba, năm nay anh 42 tuổi rồi. Dạ. Dạ rồi, ok anh Hùng. Cảm ơn anh Hùng nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu có người phù hợp á, cũng như là có cái lịch ghi hình phù hợp, chương trình sẽ liên hệ anh. Thì lúc đấy là biên tập chương trình sẽ làm nội dung kỹ hơn với anh nữa ha. À, thế rồi. Dạ, cảm ơn chương trình nha. Chúc chương trình có những ngày nghỉ cuối tuần thật là hiệu quả và may mắn nha. Đến vui vẻ nha. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh Hùng nhiều ha. Rồi, bye bye. Rồi, em chào anh Hùng. Dạ rồi, anh